huyện Châu Thành A, giáo viên trường mẫu giáo Tuổi Hồng, xã Nhân Nghĩa A, giải trình hội thi cấp huyện. Đa dạng và phong phú là một mảnh đất màu mỡ đầy tiềm năng phát triển. Chính vì thế mà có rất nhiều quốc gia trên thế giới muốn lăn le xâm chiếm đất nước ta, kể cả những quốc gia giàu có đầy tiềm năng nhất. Trong đó có thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là hai đế quốc lớn mạnh của thế giới. Chúng đã sử dụng những vũ khí tân tiến nhất để xâm chiếm đất nước ta. Nhưng vì sao mà đất nước ta, một đất Việt Nam nhỏ bé, lại có thể đánh lui được những đế quốc lớn mạnh ấy? Tất cả là dân tộc Việt Nam của chúng ta có một truyền thống đoàn kết từ bao đời nay, từ thời của các vị vua hùng dựng nước, với ý chí một lòng muốn gìn giữ non sông đất nước. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng kêu gọi, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Với ý chí một lòng muốn gìn giữ non sông đất nước ấy, cùng với sự đoàn kết của cả nước, đất nước ta từng bước giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ ấy để giành độc lập dân tộc trên nước nhà. Kính thưa các đồng chí, chúng ta hãy dành một chút thời gian để ngẫm lại những năm đầu khi đất nước ta vừa thống nhất. Lúc ấy, đất nước ta còn nghèo nàn lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn bởi hậu quả tàn khốc của chiến tranh để lại. Trải qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, đảng ta đã đưa ra những nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế, từng bước đưa đất nước ta mỗi ngày mỗi phát triển văn minh và hiện đại hơn. Và đại hội lần thứ 13 của đảng vừa qua diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp khó lường, đến các thách thức mang tính toàn cầu, biến đổi về khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những tiến bộ ngoạn mục của khoa học và công nghệ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Đặc biệt vào cuối giai đoạn phát triển 5 năm 2016-2020, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử xảy ra trên toàn cầu, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, hậu quả dự kiến kéo dài nhiều năm. Và nền kinh tế của đất nước ta cũng ảnh hưởng nghiêm trọng từ đó. Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta từng bước kiểm soát được đại dịch Covid-19. Đứng trước đại dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng ta lại nhớ đến lời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết tinh thành một làn sóng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự khó khăn, nguy hiểm, nó nhấn chìm tất cả những quán thức và lục cướp nước. Từ thực tiễn lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trên nền tảng lòng yêu nước nồng nàn của cả thế hệ người Việt Nam. Trong khoảng thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy sự đồng lòng của cả nước trong cuộc chiến đấu chống đại dịch. Mọi tầng lớp nhân dân, từ lực lượng vũ trang, lực lượng y tế, lực lượng thanh niên xung kích đã ra quân bất kể ngày đêm để truy vết, ngăn chặn sự lây lan. Tất cả người dân trên khắp mọi miền đất nước cùng nhau quyên góp, ủng hộ, tiếp tế cho đồng bào ở khu vực vùng phong tỏa. Những bếp lửa ân tình được nổi lên để tiếp cơm nước cho các chiến sĩ đang túc trực ngày đêm. Cỗ máy ATM gạo lại khởi động để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Và trong trận lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày vừa qua ở các tỉnh miền Trung đã khiến hàng
nhiều tài sản bị cuốn trôi, nhiều người chết và mất tích. Đứng trước cảnh đau thương, mất mát to lớn ấy, các cấp chính quyền và nhân dân trong cả nước cùng chung sức, đồng lòng, góp sức người, sức của, ủng hộ, giúp đỡ cho đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Tất cả người dân trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ cơ quan, doanh nghiệp, trường học đến tận người dân, đều đã quyên góp để giúp đỡ, chia sẻ cho đồng bào miền Trung với tinh thần nhường cơm sẻ áo. Và tất cả những nghĩa cử cao đẹp ấy được kết tinh từ truyền thống máu chảy ruột mềm, thương người như thể thương thân. Kính thưa các đồng chí, với tất cả những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua, là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục bền bỉ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta. Và để đạt được những thành tựu to lớn ấy thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân bao trùm và quan trọng nhất đó chính là sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của đảng và nhà nước ta. Hiện nay, quy mô, trình độ, nền kinh tế của đất nước ta không ngừng được nâng lên, đời sống nhân dân cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Cũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, thì cương lĩnh của đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa các đồng chí, đối với tỉnh Hậu Giang của chúng ta, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được rất nhiều những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện toàn diện. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được phát huy hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được nâng cao và chất lượng hơn. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhất là về lĩnh vực thủy lợi và giao thông. Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị hoàn thành sớm một năm so với nghị quyết. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ và tiếp tục được phát triển hơn. Chương trình an sinh phúc lợi, các chính sách chăm lo gia đình người có công với nước tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo thực hiện kịp thời. Công tác chính sách về dân tộc, tôn giáo được chỉ đạo thực hiện đầy đủ. Nhận thức của các quỹ đảng và cả hệ thống chính trị về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được nâng cao. Như chúng ta đã biết, Hậu Giang hiện nay là điểm sáng của vùng đồng bằng sông Cửu Long về xây dựng nông thôn mới. Hiện tại có 32 trên 51 xã vượt chỉ tiêu so với nghị quyết, chiếm 62,7% trên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại tỉnh Hậu Giang của chúng ta có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập và đời sống của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên rõ nét. Thu nhập bình quân trên đầu người ở khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt 41 triệu, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Kính thưa quý vị,
với tất cả những thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo tỉnh Hậu Giang của chúng ta từng ngày một. Và với những thành tựu, những kết quả đạt được của tỉnh Hậu Giang trong khoảng thời gian vừa qua, đó chính là nhờ vào sự đoàn kết một lòng, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đảng bộ và chính quyền các cấp. Hậu Giang từng bước chuyển mình đi lên và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng đối với huyện Châu Thành A, trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo Châu Thành A, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, nhất là thay đổi phương thức sản xuất từ thuần nông lạc hậu sang sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đưa sản xuất nông nghiệp lên mặt trận hàng đầu nhằm đảm bảo nhu cầu an sinh lương thực trong huyện nói riêng và của tỉnh Hậu Giang nói chung. Với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, quân và dân huyện Châu Thành A đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức trong xây dựng và phát triển. Kết quả đạt được rất nhiều những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Từ một đơn vị huyện có hoàn cảnh khó khăn trong nhiều năm qua, nhưng với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A, nhất là về kinh tế xã hội, hiện nay Châu Thành A của chúng ta là đơn vị phát triển nhất về kinh tế xã hội trong toàn tỉnh Hậu Giang. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần, là đơn vị đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3 năm 2019. Đặc biệt, huyện Châu Thành A là một đơn vị huyện có hoàn cảnh khó khăn trong nhiều năm, nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết một lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A trong xây dựng và phát triển, kết quả năm 2020 vừa qua, huyện Châu Thành A được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Kính thưa quý vị, với sự đoàn kết một lòng, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A trong việc xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua hành động ở địa phương, có rất nhiều phong trào mô hình đạt nhiều thành quả cao như mô hình nuôi ba ba, phong trào học tập và làm theo Bác, phong trào thi đua Bác kiểu mẫu, phong trào giao thông thủy lợi và bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong đó có phong trào kè kiên cố, kè sinh thái. Đây là một phong trào được sự hưởng ứng mạnh mẽ của rất nhiều đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào được thực hiện với số vốn đầu tư 100% từ xã hội hóa, với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Và tất cả những phong trào thi đua hành động ở địa phương luôn được sự ủng hộ, được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ trong nội bộ ra tận quần chúng nhân dân. Tất cả đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua và hành động ấy với mục tiêu là xây dựng cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp hơn. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng ấy, sự đoàn kết một lòng ấy mà đảng bộ, quân và dân huyện Châu Thành A đã đạt được nhiều thứ hạng cao trong nhiều năm qua. Kính thưa các đồng chí, với tất cả những kết quả, những thành tựu đạt được của huyện Châu Thành A trong khoảng thời gian vừa qua, đó chính là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự hỗ trợ của các sở ban ngành tỉnh Hậu Giang, là kết quả nỗ lực phấn đấu không ngừng của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đảng bộ và các cấp chính quyền, cùng với ý chí tự lực tự cường, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, một giá trị văn hóa được lưu truyền, gìn giữ và thực hiện qua nhiều thế hệ. Và tôi tin chắc rằng giá trị văn hóa ấy sẽ mãi mãi được trường tồn. Như đại hội lần thứ 13 của đảng vừa qua đã kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài
huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ông cha ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng sánh bước với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. Kính thưa các đồng chí, và ngay trong lúc này, hơn lúc nào hết, chúng ta hãy phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, kế thừa truyền thống tốt đẹp của ông cha ta trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, một di sản cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải nhớ và thực hành lời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: đoàn kết là vấn đề sống còn, không đoàn kết thì suy và mất, có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Kính thưa quý vị, và phần báo cáo của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ vừa hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Sau đây mời thí sinh lắng nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Trước hết thì xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Ban giám khảo có câu hỏi dành cho thí sinh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết là chủ trương lớn của đảng ta. Tuy nhiên, việc phát huy sức mạnh này trong giai đoạn hiện nay có những trở ngại nhất định. Theo đồng chí, những yếu tố tiêu cực nào ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta hiện nay? Xin cảm ơn câu hỏi từ ban giám khảo ạ. Dạ, kính thưa ban giám khảo, thì trong xã hội hiện nay của chúng ta thì vấn đề đoàn kết là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhất. Vì có đoàn kết thì chúng ta mới có thể giữ gìn và bảo vệ được non sông đất nước của chúng ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Đoàn kết là vấn đề sống còn, không đoàn kết thì suy và mất, có đoàn kết thì thịnh và còn. Lấy đoàn kết và xây vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cá nhân có biểu hiện tiêu cực trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng đến việc đoàn kết trong nội bộ, làm rối loạn kỷ cương, mất đoàn kết trong nội bộ, từ đó dẫn đến việc thực hiện tốt các đoàn kết của dân tộc ta được không được như ý muốn. Những thành tố đó sẽ là một những biểu hiện tiêu cực ấy sẽ làm rối loạn kỷ cương của nội bộ chúng ta. Cái tiêu cực đó là gì? Ví dụ một vài cái hiện tượng mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến cái việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Và những cái tiêu cực đó là như là trong cái việc mà hiện nay thì cũng có một số vấn đề nổi trội như là tham ô, tham nhũng, lãng phí trong sinh hoạt và trong thực hiện. Rồi hay kéo không có tập trung lại để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình khi mà được giao, thì chia ra người này thì làm cái việc này, người kia làm việc kia, không có tập trung lại để chú ý vào một cái mục đích duy nhất mà đạt được. Như bản thân, ví dụ như một vấn đề nào đó đưa ra thì tôi thích làm như thế này, tôi làm, rồi bạn thích làm như kia, bạn vào không chịu hợp tác lại với nhau nên gây ra mất đoàn kết. Xin cảm ơn ban giám khảo, chúc mừng thí sinh.